Ok, xin chào tất cả, và tôi quay trở lại trong video mới. Thì như tiêu đề của video này, chúng ta sẽ bắt đầu buổi talk show vơ 2. Thì cách đây khoảng tầm 4 tháng, tôi đã có từng up một bài trên tác động về việc là các chị em hỏi và tôi trả lời. Cho nên là tôi sẽ bắt đầu quá trình tiếp ngoài hơn, vì tôi cũng ngâm được khá lâu rồi. Trước khi đi sâu về phần video ngày hôm nay talk show ấy, thì tôi sẽ chia sẻ một chút về thông tin rằng cách đây khoảng tầm 4 tháng trước, 4 tuần trước thì nó có sự kiện gì. Thời điểm đấy là sự kiện nó nhanh hơn, nó có một thằng trẻ trâu nó vào trong những các video kiểu gối ôm của kia nào tôi khoe, đơn giản tôi với bu mà tôi phải gối ôm chứ đúng không, thì tôi có khoe gối ôm thì cô kia không phải là tôi flex toy mà là tôi flex cái gối ôm của tôi, thành ra là có thanh niên khá là chổng tre nó nhảy vào rồi nó có một chiếc mới thứ khá là xa lên. Mặt avatar của nó tôi sẽ để đây cho các bạn có thể nhìn thấy. Suy nghĩ cái này tôi thì cũng có hơi chút đau lòng tổn thương, nhưng về sau đấy thì tôi đã vượt qua và tôi cũng thấy quả là điều hoàn toàn bình thường. Sau này thì tôi thấy là cái thanh niên Facebook nó bảo chửi với tôi nó có phần đấy hơi giống thằng bạn tôi, cái mặt nó cũng thấy hơi giống giống, nhưng tôi cũng chắc phải nói không á, tôi cũng chẳng biết đây phải avatar thật hay mặt thật nó không, nhưng tôi cứ để thế thôi. Thì thông qua cái sự kiện này và vì sao tôi vượt qua được, thì một phần là tuy là có khá là đáng buồn khi mà kênh này có những thể loại anti fan, nhưng mà điều mặt tích cực nhìn lại thì nó khiến nó giống chứng minh được là cái kênh của tôi nó đang phát triển mở rộng mạnh hơn. Mặc dù các tôi nghĩ các bạn các ông nào hay đi phép nhiều ở Hà Nội là các ông sẽ thấy mà tôi, mặc dù có vài lần các bạn đấy là nhìn nhận ra tôi luôn, cũng có thể là chỉ nhìn cái Facebook của tôi phát là tôi khoe điện thoại ra ấy là các ông nhận ra tôi rồi, nhiều khi kiểu là không biết các ông mình vì sao như thế, cứ thấy sợ. Thì về mặt tích cực đó là kênh của tôi đang bắt đầu phát triển trong rãi và mạnh hơn. Tuy là số sắp thì nó vẫn còn là khá là khiêm tốn, nó vẫn chưa lên được 2.000 sắp. Thời điểm talk show 1 thì là kỷ niệm khi kênh channel đạt khoảng tầm 1.111 sắp. Thì lúc đấy tôi đã mở talk show 1. Anyway thì chúng ta sẽ giờ bắt đầu với talk show 1, vơ 2. Và các anh chị em hỏi tôi trả lời. Bắt đầu với con người của bạn là Thăng Suy Thân. Tôi không biết có phải đáp quá không, nhưng mà tôi nghĩ đến tên của ông này là Thằng Suy Thận nhỉ, nhưng thôi không sao, tôi sẽ gọi đây là Thăng Suy Thang để cho nó dễ. Ok. Thì rồi anh bạn Thăng Suy Thang này đây, comment cách đây 3 tuần trước, ông có cảm nghĩ gì về các món toy Legend phiên bản rẻ tiền hơn của các rival nổi tiếng hay không? Cảm nhận tôi đầu tiên là về những cái thể loại toy Legend này thì một phần là nó muốn hạ giá thành xuống để tiếp cận với nhiều người hơn. Với những cái toy dạng Legend như là cái Fire Rival ấy hay là cái V-Buckle thì bạn cũng biết là những cái Rival thời gian hàng cổ 2 năm trước mà. Nên nhất là giá nó thường rất tắt vì nó hàng cổ, nó hai cái là nó cũng hiếm. Tôi không biết có hiếm không, nhưng mà tôi có thể là kiếm được cái Fire Rival Deck bản Deck ấy full box đẹp luôn. Có khi kiếm được đấy bây giờ tôi nhớ tôi flex mấy lần rồi trong các video review về CM V2 cái phiên bản Fire Ghi ấy. Thì về mặt thị trường cái dòng toy Legend này bạn này hướng tới đó là cho những bạn không có điều kiểu đủ điều kiện tài chính kinh tế. Ví dụ của tôi ngày xưa thì trước khi tôi đu cái file gear DX ấy, thì tôi đã khá đắn đo trong việc là tôi nên mua file driver DX hay là tôi nên mua file driver bản Legend, bởi vì đơn giản là giá thì cũng có hai bộ này khá khác nhau, chênh nhau cũng tương đối, và với những gì nó cũng làm được cũng hơi khác nhau một chút. Lấy ví dụ luôn cái Fire Rival bản Legend, nó chỉ làm biết đúng hai điều, đó là nó mở phone ra, thậm chí nó không mở hết, nó chỉ mở ở khúc gập gập kiểu này thôi đấy, và nó cũng sơn các thứ in khá thiếu màu. Đồng thời thì trước khi bạn bấm ấy, nó không thực sự ra bấm cốt mà chỉ việc là bấm nút các thứ rồi dù bạn bấm nút nào nữa nó vẫn sẽ hiện ra là Enter 555 rồi nó standby thứ, thì bạn bấm tiếp thì nó hủy chứ nó không có kiểu các mốt các thứ ấy, cho nên là giới hạn cách chơi khá là nhiều. Với bản đế các thứ thì giá nó sẽ nâng lên một chút cao hơn, nhưng mà chức năng các thứ nhiều khi nó làm nhiều hơn. Cái nên thời điểm mà cái dòng của Legend nó đưa ra mắt thì tôi thấy là với mức giá đấy nó chưa hợp lý. Thì và ý tôi đó là cái V-Buckle thì nhất là còn có tới hai rider, tức là nói chung là hai mặt deck upper deck để mà bạn có thể thay thế. Tuy nhiên thì với cái Fire Rival các thứ nó
nó khá hạn chế về mặt tính năng, nhưng mà giá của nó thì nó khá là cao, khoảng tầm 800 nghìn đồng đến 900 nghìn đồng cơ. Với mức giá đấy thì tôi thấy là mình thà mình bỏ thêm tí tiền ra mình mua lên bản DX nó sướng hơn, vì ít nhất nó trên thần cơ mà đấy. Và bạn, như bạn có thể thấy là tôi đi đu bản DX luôn chứ tôi chẳng đu bản Legend làm gì. Với hiện tại thì các món to của Legend nó đang giảm hàng xuống tầm khoảng thường các shop bán tầm khoảng 600 nghìn đồng. Các bạn sale các thứ có thể bán tầm 400 đến 500 nghìn đồng thì đấy là giá các bạn có thể tham khảo. Nhưng các bạn có thấy đó là giá nó đã bắt đầu hạ xuống. Và đây là điều đáng ra phải làm cái lúc đầu tiên, bởi vì Legend thì tôi thấy cách chơi nó khá là ít. Tức là những gì nó làm được rất ít nhưng mà giá thành thì nó khá là cao. Nên là nó giống kiểu là bọn Apple ấy, nó bán cái mấy con điện thoại iPhone Lite cái thứ ấy, hay là cái lòng điện thoại nhựa ấy. Rõ ràng nó nhắm đến đối tượng là rẻ tiền, tức là người dân các thứ để họ mua, nhưng mà giá của đấy nó vẫn quá đắt. Với giá tầm đấy bạn thể mua những cái máy khác xịn hơn, thậm chí bạn bỏ thêm tí tiền bạn lên được con flagship nó đáng tiền hơn. Với con cái xa thì lúc đầu tôi đã tưởng là nó ra mắt thì giá nó cũng chỉ tầm khoảng 700 nghìn hay mấy những mấy thôi, cũng chỉ tầm khoảng 400 đến 500 nghìn cũng không, nhưng mà không, lúc ra mắt nó vẫn 700 đến 800 nghìn, nên tôi thấy kiểu thôi hết cứu. Thì đấy là những cảm nhận của tôi, cảm nghĩ tôi về cái dòng Toy Legend này. Tức là khi nào mà các bạn đi qua thì bạn mua để chơi cũng được, còn nếu không thì cứ để ích đủ. Như tôi đủ để ích, rồi về sau rồi tôi đủ SEA Games này, chứ tôi có đủ bạn Legend đâu. Như tôi thấy thì Legend nó cũng một chút phang phát, là Legend của file tôi thấy nó cũng ra khá nhiều bản. Tôi không để ý các rival của dòng khác nên là tôi không biết. Nhưng tôi thấy Legend của file nó ra mắt phải tới 3-4 phiên bản này. Thì như ba phiên bản, cái phiên bản 2020 hay 2021 ấy, tầm khoảng năm 2020 dạo đấy ấy, thì nó ra mắt, thì đây phiên bản V3 này thôi, cho nó cũng bị đá hơn chút. Thôi, câu hỏi tiếp theo, cũng là của bạn Thăng Suy Thang này, ông có cảm nghĩ gì về YouTuber Epic Batman? Thứ nhất thì chúng ta không có Batman, chúng ta có Batman. Hoặc là bếp thì anh ấy gọi, anh đấy gọi là bếp nhá, thì tôi sẽ gọi theo là bếp nhá, vì nhiều kỹ thuật chẳng biết tuổi đấy đọc phát hơn nào đâu. Về anh Epic Batman này thì anh cũng có hợp tác với Happy Candy Store, nên về cơ bản tôi với anh ấy thì cũng không hẳn là có là đối thủ với nhau cũng đúng, nhưng mà về cơ bản gọi là đồng nghiệp hoặc là có chút mối quan hệ thứ thì nghe cũng là hợp lý. Nhưng rất tiếc thì tôi trước hôm bắt được tần số với anh đấy. Với các bên về bên shop thì họ cũng bảo tôi đó là tôi cũng khá là hạn chế tương tác ấy, thành ra việc là tôi cũng khá ngại việc là mở lòng, chứ nếu tôi chỉ mở lòng thì có lẽ là tôi mọi chuyện khác và tôi sẽ bắt liên lạc với các anh chị ấy. Nói chung là họ cũng khuyên tôi điều đấy. Tôi thấy là cái kênh mình đứng ở dòng kênh nó chưa có gì quá đặc biệt, nhưng mà nếu có cơ hội thì chắc là tôi cũng muốn gặp anh đấy một lần để cùng bàn bạc, cùng nói chuyện nhau, cùng chia sẻ sở thích cá nhân, nói chung cũng chỉ về công việc thôi. Nhưng mà tôi hy vọng là anh ấy không có trả lời tôi theo kiểu là mấy comment trên YouTube rồi Facebook ấy. Anh ấy tôi hỏi kiểu vui vui thứ bình thường thôi, nhưng mà anh ấy trả lời kiểu cục xúc thứ thì tôi cũng đến hẹn luôn. Anh ấy thì cũng hơi ngạc nhiên, đó là anh ấy cũng hoạt động ở Hà Nội luôn, hay cũng hoạt động ở Hà Nội mà tôi cũng thế. Chắc là nếu có cơ hội thì tôi cũng muốn gặp nói chuyện anh ấy một lần. Đó là câu hỏi tiếp theo, cũng là của bạn Thặng Suy Thang này. Ông có cảm nghĩ gì về dòng Kabuto? Dòng Kabuto thì tôi cũng là thấy một cái dòng khá là thú vị. Mà trong số cái driver mà tôi làm ở Lego ấy, thường mấy cái driver Lego của tôi thì nó không đẹp mắt cho lắm, vì màu sắc nó không đẹp mà tôi không có đủ gạch để tôi xếp. Nhưng về mặt tính năng thứ thì tôi gần như tôi copy in nguyên tính năng của những toy của DX luôn, trên cũng không thua kém đâu, chẳng qua là màu sắc nó không đẹp thôi. Về dòng Kabuto thì tôi cũng từng làm phiên bản bằng Lego, chơi cũng khá là phê. Về dòng Kabuto thì tôi không biết nó là sao, bởi vì nhất tôi cũng không phải là Kabuto, tôi cũng chưa xem một tập phim nào của Kabuto cả. Ngay quả cảm nghĩ nhiều thì tôi không phải là quá thích Kabuto, nhưng tôi cũng chẳng phải ghét. Nhưng mà tôi có ghét côn trùng nhá. Và Kabuto thì tôi không biết bọn bộ cái cứng này thì nó gọi là côn trùng hay gì, nhưng cơ bản tôi thích côn trùng, cho nên là tôi cũng hơi ngại xem Kabuto đó. Ok, câu hỏi tiếp theo của bạn mới, bạn này là Thái Phạm Xuân, Thái Phạm Xuân 8637. Ok, món nhựa đầu tiên ông chơi là gì? Đó là cái đồng metal unagi, là cái đồng su chính giữa để làm thành phần tay
cánh tay của Âu ấy, là cái phần mét đầu con lươn, các bạn cứ hiểu là con lươn đấy, Udagi con lươn à. Thì đấy là cái đồng Kenny Toy, Kenmon Toy tôi cuộc đầu tiên tôi chơi, bây giờ tôi vẫn để trong cái tủ này. Đây là cái tủ của tôi để này, tôi nó không gọn lắm vì nó còn nằm vướng cái second shot này mới, nhưng mà tôi chỗ để thì tôi buộc phải để tạm thôi. Đồng cuốn album thứ của tôi thì tôi để ở trong này, hy vọng các bạn thấy được. Ok, câu trả lời cho câu hỏi món nhựa đầu tiên tôi chơi thì gì, đó là đồng Metal Unagi và dòng toy của Camelo. Ok, cái tiếp theo của câu trả lời câu hỏi bạn Kim Nguyễn IL5BQ, tôi cũng không có gì muốn hỏi ông đâu, chỉ là tôi thích xem kênh ông thôi, có khi rảnh sẽ đều bật video lên xem. Damn, rất tuyệt vời. Tôi không biết là bạn này là nữ hay là nam, nhưng mà không sao, tôi rất cảm ơn bạn đã thành một fanboy của tôi. Ok, câu hỏi tiếp theo cũng của bạn Thăng Suy Tha này, vì sao là tên kênh là Superman Unboxing Channel? Thì là Superman Unboxing, đa phần các bạn hay gọi tôi bằng các bạn bỏ cái chữ là channel đi ấy. Thì câu trả lời khá đơn giản thôi, bạn tách cái tên tôi ra là đôi, nếu bạn để ý cái tên tôi nó sẽ có cái dấu cạch chưa giữa chữ Supernam và chữ Unboxing Channel. Thì mục đích của hai cái thứ này có nghĩa đó là tên kênh là Supernam Unboxing Channel, à tên kênh là Supernam do là người có một con người tên nickname là Supernam lập lên để làm video cái thứ, còn về định hướng kênh thì sẽ là liên quan về Unboxing Channel hay Unboxing tức là chuyên về đập hộp. Thời đấy thời điểm tôi làm mình mục tiêu là tôi sẽ đập hộp các món sản phẩm thứ và tôi sẽ review một cách chân thực, nó giống kiểu review của anh review nghiêm túc bây giờ ấy, nó kiểu thế nhưng mà nó trên mặt đập hộp nhiều hơn, tức là để xem là người tiêu dùng họ khi mà mua sản phẩm này họ sẽ có những cái gì trong đấy. Thì mục đích ban đầu của kênh nó sẽ là như vậy. Sau dần thì tôi đổ sang hành unbox sản phẩm thứ tôi yêu thích hơn như là Yu-Gi-Oh thứ, rồi dần về sau thành lại đồ, do đó là giờ chuyển thành toy các thứ kiểu toku này có kiểu vậy. Định hướng kênh thì nó sẽ có hai kênh, tôi muốn có hai kênh. Nếu bạn để ý thì ngoài kênh Supernam Unboxing Channel ra, nó sẽ còn thêm kênh nữa là Unboxing Channel gạch ngang Supernam. Thì cái kênh Supernam này, cái quá trình đầu tiên là Supernam nó sẽ làm về đa dạng loại nhiều hơn, còn về kênh còn lại là Unboxing Channel nó chỉ tập trung về đập hộp thôi. Cái kênh này hiện tại tôi đang bỏ xó, tôi cũng chưa làm, tôi chưa quyết định gì làm tiếp với nó. Ok, câu hỏi tiếp theo của bạn Bảo Minh, chắc đây Bảo Minh nhỉ, rồi Bảo Minh 2110. Ông nghĩ rằng Gotcha có triển vọng gì không? Rằng Gotcha thì nó bạn này hình như bạn quá sai nhỉ, tôi bỏ ra. Thì như bạn này gọi sai Gotcha chứ không phải là bạn này ghi là Gotcha nhưng mà Gotcha hay Gotcha thì bạn gọi là sao. Dòng này thì nó chuyển vọng gì về mặt to ấy thì tôi thấy cũng ở mức ổn, nó tôi thấy nó đang bám sát cái giống như hồi của Zero One, đó chính là một bộ súp và nó không có, nó không giống như dòng của Double hay dòng của Git như bạn thấy ấy, hay dòng Âu thứ ấy, thì bạn biết là bộ giáp thứ nó sẽ tách ra nhiều phần và bạn có thể gắn ghép mảnh giáp với nhau, có nghĩa là nó sẽ tạo thành các form dựa trên cái việc là bạn phối hợp các mảnh giáp đấy ghép với nhau như nào. Nhưng với những cái dòng nó như kiểu là của như là của Zero One ấy hay là của cái ông Gotcha này thì vấn đề bị vấn đề chỗ đó là cái bộ súp của nó sẽ nó rất hạn chế, nó gần như không có một cái tính tương tác quay lại với các form nhau, có nghĩa là khi bạn lên form ví dụ Zero One ông ấy lên form Parting Shot đúng không, là ông ấy sẽ thay một cái mảnh giáp mới, có nghĩa là ông ấy sẽ có một súp hoàn mới luôn chứ không có dùng kiểu là đắp lát cái thứ, không như cái của Git thì là bạn sẽ có mảnh giáp của Magnum ví dụ là bạn và mảnh giáp Boost, và nếu như bạn muốn bạn có thể xéo các mảnh giáp lên trên lên xuống các thứ nhau thì đấy là rất thoải mái luôn. Nhưng với những cái dòng như kiểu của Zero One hay Gotcha, tôi nghĩ bạn hiểu không, tái chế súp rất là nhiều nên là thôi, vì có tới 101 chemical khác mà bây giờ lại có khoảng tới 50 bộ đồng nghĩa việc có tới 50 form, mà 50 form là tưởng tượng là mỗi form bạn phải thiết kế một cái style khác nhau ấy, thì là tiền lấy đâu ra cho đủ đúng không? Đấy, thế nên điều tôi không thích ở dòng Gotcha này, tuy là nó khó có thể tùy biến mỗi bộ súp nó sẽ có một cái đặc trưng riêng khác nhau, nhưng vấn đề nó sẽ bị hạn chế lại với Gotcha, nó spam tới 50 form thì bạn hiểu là nó không thể đầu tư về chất lượng rồi. Và cũng chính thế nên là cái dòng toy ấy, thì tôi thấy nó cũng
nó giống như việc là cái Zero One Driver ấy, nó thay đổi mặt unit đi, nó thay mặt unit mới, bạn sẽ có một cái driver hoàn toàn mới. Cái tôi thì triển vọng của cái dòng này thì khá là khó. Kiểu như là về phim ấy thì nó cũng đang, nó vẫn chưa thực sự ổn định lắm. Tôi kiểu tuy phim nó vẫn đang giới hiện lên đi lên trên, nhưng mà khi nào một phim chưa kết thúc thì bạn chưa thể biết được là phim thực sự nó có đi lên tiếp hay nó sẽ bị tụt xuống, hay nó chỉ mức lâng lâng. Thì cái toy đồ chơi thì nó còn cũng phải liên quan đến phim nữa. Câu hỏi tiếp theo của bạn là thăng suy thang, không có chơi đồ của Kabuto không? Không, tôi cứ chưa có ý định. Nhưng mà nếu tôi có cơ hội hoặc là tôi thực sự rảnh rỗi thì tôi sẽ chọn đua CL Kabuto V1.5 bản Bullet. Giá nó thì nên là khoảng rơi khoảng tầm khoảng 1M đấy, không nhỉ, 1M dây có kim loại. Thực ra tôi không bị chơi đâu, nhưng mà do nó phát sinh một cái lỗi, đó là cái phần sừng, sừng bọn Kabuto, nhất là phiên bản bản X thì nó phải dùng sừng nhựa, tất nhiên là sừng nhựa rồi, nên rất dễ gãy. Nhưng mà đến bản CM thì nó thay bằng nhựa kim loại. Tôi không biết là nó thay đổi nguyên cả cục của cái sừng đấy nó là kim loại hay là nó chỉ thay một cái đầu sừng nó kim loại thôi. Nhưng cũng chính vì thế nên là cái phần khớp của nó khá là yếu. Nếu bạn xoay ngược, chả như là đây là cái con Zetter đúng không? Bạn xoay úp xuống hoặc cái sừng nó bị trễ xuống luôn. Đấy, nó kiểu nó không chịu được lực ấy. Thì đến phải đến V1.5 thì nó fix lại được. Nên nếu có hộp thì tôi sẽ đu bản V1.5. Nhưng đấy nếu cũng không có hộp thôi, chứ còn tôi chưa có hiểu nhiều. Câu hỏi tiếp theo cũng là bạn thăng suy than này. Ông và vợ yêu kia nên có dự định gì trong tương lai không? Đã biết cái gì hơn người kia câu hỏi không? Kiểu ông này cũng hỏi khó quá. Ông này hỏi khó ấy, tôi đang không biết phải giúp như nào đủ. Rồi câu tiếp theo tôi sẽ để ngày tôi sẽ nghĩ câu này về sau. Câu hỏi tiếp theo cũng là của ông thăng suy than này. Thứ gì đã đưa ông vào con đường ma túy nhựa hay con đường biến nhựa? Thứ gì ấy, đơn giản tôi hứng thú thôi. Tôi tự nhiên tôi nổ hứng, tôi muốn chơi. Thế là tôi mới mua một cái dòng, tôi mới mua một cái item toy về tôi tay tay ấy. Thế ra là đồng Unagi và đồng rẻ tiền, và nó cũng vừa là đồng toy Toku. Tôi cũng khá thích dòng của Âu nên tôi mua về tôi trải nghiệm thử. Rồi ra sau tôi muốn mua sưu tập thêm đồng medal Kututira Kumo nữa. Rồi từ đấy tôi mới bắt đầu mua thêm cái driver. Mua thêm driver thì thể mua luôn set medal của combo Gatarakirima Kumo luôn. Rồi cứ thế tôi dần lại mua thêm cái combo Tazano combo, rồi từ đấy lại mua thêm combo Lato Rata combo ấy. Thế tôi đã có từ mấy combo ấy. Về sau tôi chỉ mua nốt cái combo của Sagota combo, và xong rồi nữa là tôi full luôn cái dòng set của Aos. Thì cứ thế từ dần dần tôi chơi thôi, chứ chả có thứ gì hay là ai dẫn tôi vào cả, tự tôi quyết định tôi chơi. Thunder Gaze và 50 Gaze thì em nào ngon hơn của bạn fan Batman? Con này thì tôi sẽ trả lời. Còn 50K là cái con được sơ mại từ cái con thân gây ấy. Vì theo mặt logic thì tôi thấy con 50K nó có nhiều sao thoại thứ hơn, và nó kiểu để hết sinh được với 3 người nữa. Cái frame nó có vẻ to hơn một chút, cho nên là cái con 50K nó sẽ đáng giá hơn. Nhưng nếu mà được cái lên tôi chơi ấy, thì tôi thích con thân gây hơn. Do một phần sao thì nó tôi thích hơn, màu sắc nó cũng phối, nó hợp tông vào mắt tôi hơn. Và bạn có thể thấy là trên channel của tôi review con Thunder Gay, chứ tôi không có review con 50 Gay. Thì bạn hiểu vì sao ấy. Thì cái tôi tức là tôi thấy con, tôi thích con Thunder Gay nhiều hơn. Nhưng nếu tôi đã hỏi là con em nó ngon hơn thì có lẽ là 50 Gay sẽ cao hơn một chút, vì nó có sao thoại của nhân vật, hình như là thế. Câu hỏi tiếp theo của bạn là Duckdown. Ông tên gì, bao nhiêu tuổi, làm YouTuber bao nhiêu năm rồi, à năm nào, và đạt được 1.000 sub năm nào, và ông ở đâu? Ông này hỏi khá là nhiều câu hỏi đến từ của tôi ấy, nhưng thôi tôi sẽ cố gắng trả lời câu mà tôi có thể trả lời. Ông tên là gì? Câu này bạn nhìn vào cái tên channel của tôi, bạn phải biết tên tôi gì. Nhiều ông đoán được ra tên tôi là gì ấy. Bao nhiêu tuổi? Tôi hiện tại đang là 27 chứ. Ok. Là YouTube tâm nào, cái này cũng hơi khó bởi vì tôi lập kênh thì có lập, nhưng mà mãi về sau tôi bắt đầu up video lên YouTube thì cái gì thì tôi cũng không nhớ được. Tôi bắt đầu hoạt động lại từ năm 2022 cái thứ 2023 ấy. Thế ra việc gọi là tôi làm YouTube tâm nào cũng không đúng lắm. Chắc có nhìn sắp năm nào, không ở đâu. Thì đó là năm 2023, hình như thời điểm tôi bắt đầu chạy tiến độ các thứ nên tôi đạt được 1.000 sắp. Thì đấy, ông đang ở đâu? Thì tôi ở không quá xa Hà Nội. Yeah.
quê đây là quê, nhưng mà nếu bạn hỏi là tôi ở đâu thì tôi đang ở Hà Nội. Món như nào ông tâm huyết nhất của bạn nhỉ? PBT Tiki. Wow. Món như nào ông tâm huyết nhất á? Tâm huyết nhất thế ra có thêm bạn nữa là bạn Ghost Thang Hóa 4627. Món to nào ông nhất trong năm rồi? Rồi thì món như tôi tâm huyết nhất thì đó chính là cái file gear bản DX, file gear box ấy, bản DX. Nhưng mà rất tiếc tôi đang không để đây, tôi để trên, tôi để chỗ trọ tôi cơ, chứ tôi không đem về quê trong dịp Tết này, thì là không có để các ông không xem. Nhưng mà các ông thể xem qua hình ảnh có thể thấy. Thì đấy là một con hàng khá tâm huyết. Cá nhân tôi thì hồi còn bé thì file, camera file là cái đĩa phim, phim động ấy. Thời đấy bọn tôi xem cái đĩa phim động của DVD. Thì chả hiểu sao vô tình file là cái đĩa phim đầu tiên mà tôi xem. Và cũng tôi ấn tượng, tôi ấn tượng rất nhiều bởi vì một cái ông trông như là một thanh niên trai tráng, để tóc dài, trông rất lãng tử, đẹp trai, màu lòi thứ ấy. Rồi ông lấy cái vali ông ấy ra, ông mở cái vali kim loại thứ ấy, trông nguy hiểm quá. Tôi hồi con bé tôi chả hiểu gì cả lâu, nhưng tôi chỉ nhìn thấy là có cái vali trông rất nguy hiểm, mà nó còn làm kim loại nữa, cái bảng logo thì nó ghi tên cái tập đoàn thứ lơi ra đó, trông nguy hiểm vậy. Mở ra toàn mấy đồ công nghệ thứ cao ấy, mình nhìn chả hiểu gì cả luôn, nhưng mình trông rất là nguy hiểm, trông rất là ngầu. Với cá nhân một thằng dưỡng tôi thì tôi nhìn thấy mấy cái đấy tôi thấy rất là ngầu. Và mãi về sau, 20 năm về sau thì tôi đã làm được, tôi đã móc thành công được cái bản vali đấy, tỷ lệ 1:1 chuẩn trong phim. Thế ra cũng không chuẩn lắm đâu, nhưng mà sai số nó vẫn có. Nhưng nếu gọi là chuẩn nhất thì tôi khá chắc là tôi làm được điều đấy. Vì do là những ông như ở Nhật Bản thứ ấy, thì các ông ấy một là dây ông làm đẹp, muốn các thứ đẹp được, nhưng mà dây nó không đủ chịu lực, tức là nó không để cầm lên phâu thứ giống trong phim được. Còn một số dây của những cái ông thì như của ông nước ngoài cũng không phải ông đấy, hình như ở Nhật, thì trong đấy ông cũng làm được phần dây vali đấy. Hôm đấy là làm hình như làm đầu tiên ấy, trông đẹp lắm. Nhưng mỗi tội chỗ là cái bay vào đấy chỉ để trưng bày thôi, chứ bạn không thể lôi nguyên cái thắt lưng các thứ ra bạn làm động tác trong phim được, cái đấy gần như không thể. Thì hiện tại là theo tôi thấy có vẻ là có một mình tôi là tôi làm được, khá điểm cao lắm. Nhiều khi tôi cũng khá tự hào vì một fanboy file 20 năm như mình đã thực hiện được điều không tưởng đấy. Bên thằng Bada thì nó cũng làm được, bởi vì đến vơ 2 thì nó đã cố gắng, tức là nó cố gắng để nhét được cái bản, nhét bản CDM vào trong cái vali ấy, nhưng mà rất tiếc nó phải dùng bộ dây như thế, nó không thể thiết kế một cái dây mà có thể gấp gọn vào mà nó cũng đẹp được, thì điều này gần như không thể đối với dây nhựa. Ok, thì món toy nào mà tôi hưng nhất trong năm chắc chắn là CDM file gear và file server 2 rồi, chắc chắn. Ok, và để chốt lại với câu hỏi cuối cùng về một bạn mà tôi đã từng suy nghĩ mình có thể trả lời không, thì đây là câu hỏi của bạn Thắng Suy Tha. Tôi sẽ để cái comment chỗ này cho bạn xem. Thì để trả lời câu hỏi này thì cơ bản là có, và tôi vẫn là có một số dự kiến. Đầu tiên thì về việc móc những cái món kiểu món vũ khí trong game, thì chắc một số ông cũng biết cái khẩu súng GOS hay khẩu chất mình ở Samark ấy. Cái khẩu đấy thì hình như Việt Nam hay gọi là Thiên Hỏa Thánh không nhỉ? Cái khẩu đấy thì tôi tự làm và tôi cũng khá tự hào về việc là mình số người có thể tái hiện nó khá là đẹp từ game bước ra ngoài đời này. Thì về tương lai tôi có định làm những cái món kiểu vũ khí ở đấy không, thì câu trả lời khó. Điển hình thì đó chính là vũ khí của Kiana, mẫu hiện tại tôi chưa có mẫu mô hình đấy ở đây, nên tôi chưa có cho bạn xem được, nhưng mà mẫu Kiana Hunter of Finality thì đây, cái mẫu đấy, đây là mẫu màu lọc kiếm, có sử dụng kiếm và súng. Đấy là có thể gọi là một cái project nó khá là mất công, rất là mất thời gian, nhưng mà tôi đang suy nghĩ về việc mình có thể thực hiện không. Hiện tại đã có một số như là cái file, tôi đã có những cái file 3D hoặc là những cái file kiểu papercraft các thứ ấy, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa có thời gian để tôi làm, và tôi đang suy nghĩ mình có nên làm không. Một phần là vì một bạn poster ở Hà Nội các thứ cũng khá nổi tiếng về việc là chuyên cốt về Kiana, thành ra bạn ấy cũng làm rồi, nên giờ tôi làm lại nữa thì nó cũng hơi thừa, và tôi chỉ thích làm thứ mà người ta chưa làm thôi. Và hiện tại thì tôi cũng đang suy nghĩ băn khoăn những lần tiếp không. Về mẫu, về dự kiến thì chắc tôi cũng sẽ đu thêm một số mẫu figure nữa. Điển hình sắp tới đây nó đang ra mắt mẫu figure của Kiana Hunter of Final Fantasy ấy, nhưng phiên bản đồ bơi. Tôi đang suy nghĩ mình có nên sắm không, vì giá khoảng tầm 6M thì nó cũng hơi quá khả năng của tôi hiện tại. Hiện tại tôi cũng chưa khả năng gì mấy.
Anyway, thì nếu như có nhiều điều kiện tài chính kinh tế hơn thì tôi nghĩ tôi sẽ đu nhiều hơn về về mảng là review về gối và làm móc nhiều món toy thứ hơn. Nhiều món toy thứ tôi vẫn chưa móc về các dòng Cavalier như là dòng của Ghost, dòng của Rai và dòng của Wizard. Hình như đấy ba dòng mà tôi vẫn chưa làm đồ kiểu handmade tự trên kia này, nên là tôi nghĩ tương lai tôi sẽ làm. Nếu tôi hiện tại tôi đã có hết đi trên store rồi, nên thích khi nào tôi mới sắp đến tôi múc thôi. Quan trọng đấy là tôi có muốn hay không và điều kiện tài chính để có đủ hay không. Về mẫu figure thì hiện tại ngoài mẫu figure nãy tôi vừa kể là mẫu hôn xưa Final đấy ra phiên bản đồ bơi ấy, thì phiên bản mà nó skin mặc định nó vẫn chưa ra mắt, cũng chưa được ra mắt chính thức ấy. Thực ra nó kiểu như là chưa có bên nào nó hack và chưa có bên nào họ tự sản xuất đấy. Hình như gần như là hàng hàng handmade hoàn toàn của cái ông Tony Awakening, hình như là thế. Tôi thấy ông ấy, ông đăng trên Twitter ông ấy mà, thì đấy ông ấy chỉ là bán cái dạng mẫu cửa hàng thạch cao thôi, người hàng resin thạch của thạch cao ấy, cho nên là bạn phải mua về phải tự cắt rồi bạn trải giá các thứ rồi bạn đem đi sơn thì bạn là thành phẩm, chứ nó không có kiểu là mua phát được nguyên con mẫu mô hình đẹp đâu. Còn một số những cái sản phẩm của đấy cũng khá đẹp như mẫu kia này, bộ quai complete đấy trông khá là hoa đi vào bộ đua đồ vẫn đồ bơi. Nhưng mà đấy cũng tính kia là hàng real mà, cho nên cũng gọi là kia nè. Hàng mua đấy tôi cũng chưa thấy xuất hiện trên thị trường, nhưng mà nếu có thì tôi sẽ đu luôn chứ không biết gì cả. Thì đấy hiện tại sẽ là những cái dự kiến dự định của tôi. Còn dự kiến dự định sắp tới không thì tôi sẽ phải móc thêm những cái Race Buckle. Bạn chắc bạn thấy được cái mẫu Race Buckle ở dưới này không? Tôi không biết bạn thấy không nhỉ? Thì cái mẫu Race Buckle của Hunter Final Tier thì tôi đã từng móc rồi. Tương lai sắp tới thì tôi sẽ dự định tôi sẽ móc hai mẫu Buckle mới, đó là mẫu Kiana Hunter Flameson và phiên bản đua đồ. Nhưng mà cái bộ Battle Suit cái gì Platinum Equinox thì như là đấy, nó tên như vậy ấy. Thì tôi sẽ làm hai cái bắt cổ đấy để chơi chung nhau. Tôi đang đợi cái mẫu bắt cổ Mark 9 bootleg nếu ra thì tôi sẽ đem được cái phần mạch nó tôi đi chế đồng tung. Thì đấy là những dự kiến sắp tới. Ok, thì tôi nghĩ đấy là khá là, tôi nghĩ tôi đã trả lời khá đủ trong cái câu hỏi hôm nay rồi. Thì xin chào và hẹn bạn trong video tiếp theo. À, nhân tiện nói luôn là tôi để cái ôm ấy dần dần flex các ông xem thôi, chứ còn lại thực tế thì tôi cũng không bao giờ đi ôm ngồi ôm ở đâu, tôi sợ bẩn ôm. Ok, đến trả lời câu hỏi một số mà được bảo là tôi là thằng Wibu.